right. We're going to do some meditation. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành thiền định. So, when I was building my jewelry company. Khi mà tôi xây dựng công ty trang sức kim cương. The newspaper, big newspaper come to me, New York Times. Khi mà bán cái công ty đó thì là tờ báo New York Times á. They say your company is fastest growing manufacturing company in the history of New York. Thì họ mới nói rằng cái công ty của ông á là một trong những công ty mà phát triển nhanh nhất ở thành phố New York. And they asked me, what is your secret? Thì họ mới hỏi là bí mật của ông là gì? And I said it's a meditation. Thì tôi nói là đó là thiền định. Then you don't have to go like this, okay? Thì bạn không cần phải ngồi như thế này. Okay, don't have to do. Bạn không cần phải ngồi như vậy. Okay, you can sit in your house. Bạn có thể ngồi trong nhà của mình. Okay, relax. Và thư giãn. Just sit in your kitchen. Bạn có thể ngồi trong nhà bếp. In the morning. Okay. Vào buổi sáng. It's meditation. Thì đó là thiền định. Mr. Bin. Anh Bình. Why Buddha crossed leg like that? Tại sao mà Đức Phật lại bắt chéo chân như vậy? Why Buddha sit on the floor? Tại sao Đức Phật lại ngồi trên ghế? Yeah. Ở trên sàn nhà. In Buddha time there's no chair. Bởi vì cái thời của Đức Phật nó không có ghế. We have chair. Bây giờ chúng ta có ghế. Okay, you can use chair. It's okay. Thì các bạn có thể sử dụng ghế để ngồi thiền cũng được mà, đâu có sao. Grandpa also used chair. Thì ông nội cũng dùng ghế thôi. So you can meditate. Thì bạn có thể thiền định. I always meditate in the morning. Và tôi thì thường thực hành thiền định vào buổi sáng. You don't have to sit there for 2 hours. Okay? Bạn không cần phải ngồi đó tới 2 tiếng đồng hồ. We don't have time. Chúng ta không có thời gian. We got to go to work. Chúng ta phải đi làm. We got to fix breakfast for the kids. Chúng ta còn phải đưa đón con cái. We are busy. Okay? Rất là bận rộn. So you can sit on your kitchen table. Thì bạn có thể ngồi trên cái bàn của trong nhà bếp. And you can do a meditation. Và bạn có thể ngồi và các bạn có thể thiền định. What's the meditation? Thì thiền cái gì? Picture. Hình ảnh. Okay, mental picture. Hình ảnh tâm trí, hình ảnh tinh thần. Now tonight I want to teach you 2 kinds of picture. Thì tối nay tôi muốn dạy cho các anh chị là 2 loại hình ảnh. You need both of them. Chúng ta cần cả 2. Okay, so được let's, không? Let's do together. Chúng ta hãy làm thực hành cùng với nhau. Sit up straight in your chair. Bây giờ chúng ta hãy ngồi thẳng lưng đi ạ. So get on your chair. Rồi chúng ta hãy ngồi trên ghế đi ạ. Chúng ta ngồi thẳng lưng đi ạ. When you start your car. Khi mà bạn khởi động chiếc xe hơi của mình á. Grandpa tell you important thing. Thì ông nội sẽ nói cho các bạn biết một điều quan trọng. Don't drive right away. Don't start right away. Đừng bao giờ khởi động ngay lập tức. Start the car. Hãy bắt đầu bật chìa khóa lên, khởi động. And relax. Và thư giãn. Count to 10 slow. Đếm từ 10 đến 10. I don't care your rush, I don't care. Các bạn có vội vã cỡ nào tôi không quan trọng, tôi không quan tâm. Start the car. Thì khởi động xe hơi. Then just relax. Và sau đó ngồi thư giãn. 1 1 2 2 3 The car has to warm up. Thì cái xe hơi nó sẽ từ từ khởi động. The car company don't tell you that. Thì sorry. The car company don't want you to know. Thì cái công ty xe hơi nó không, họ không muốn cho mình biết. If you drive immediately, the car will break fast. Thì nếu các bạn chạy xe ngay lập tức á, thì là nó sẽ làm cho chiếc xe hơi mau hỏng. If you count to 10 very slow. Nếu bạn đếm tới 10 một cách rất là chậm rãi. The car get warm. Thì cái lúc đó cái xe hơi nó có đủ thời gian để nó khởi động nó ấm lên. The car will last for many years. Thì cái xe hơi nó sẽ tồn tại nhiều năm hơn. The car company don't want me to tell you. Thì cái công ty xe hơi không muốn tôi nói cho các anh chị biết được về điều này. But it's grandpa telling you true thing. Okay. Đây bây giờ ông nội nói cho các bạn biết một cái sự thật như vậy. Your mind is same as the car. Thì cái tâm trí của các anh chị nó cũng giống như chiếc xe hơi vậy. Don't turn on the meditation and start meditating. Thì đừng bao giờ mà ngồi vô thiền thiền ngay lập tức. First you have to calm down the mind. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm dịu cái tâm trí của mình. I'm not talking some strange thing. Tôi không có nói về những cái điều kỳ lạ. Not like that. Không phải là như thế. If you know how to meditate, if you nếu mà các bạn chúng ta thiền định mỗi ngày á thì chúng ta sẽ thành công, cuộc đời của bạn sẽ thành công. It doesn't matter what is your religion. I don't care. Nó không liên quan gì đến cái mối quan hệ của bạn. You are Buddhist. You are Christian. I don't care. Các bạn tôn giáo gì cũng không quan trọng. Tôi không quan trọng cái điều đó. Bạn là người tôn giáo, bạn người công giáo, bạn người tôn giáo gì cũng được. What religion your parents did, do the same. Thì cái ba mẹ của mình theo tôn giáo nào thì mình có thể đi theo tôn giáo đó.
But meditation. Nhưng còn thiền định. Everybody can use. Thì mọi người đều có thể làm. And you will be more success. Thì bạn sẽ thành công hơn. Okay. So 10 breaths. Như vậy nhớ hai chúng ta đếm hơi thở của mình đến 10. Now, secret. Bây giờ bí mật. When you breathe, count 10 times. Khi mà bạn đếm đến 10 á, 10 lần. Start with the out breath. À, bắt đầu bằng cái hơi thở ra trước. Okay, that's one. À, đó là cái điều đầu tiên. Don't go like this. Đừng có đi như thế này. Đừng có hít vào và thở ra, không phải. First out breath. Đầu tiên là phải thở ra trước, rồi sau đó mới hít vào. That's one breath. Thì đó là một hơi thở, được tính là một hơi thở. Why? Tại sao? It's good luck. Good luck. Đó là may mắn. If you go breathe like this. Nếu bạn thở như thế này, hít vào nhanh và thở ra nhanh á. It's bad luck. Thì nó là một cái điều xấu. Why? Tại sao? You have last minute in your life. Bạn nếu bạn có hai cái phút cuối cùng trong cuộc đời, cuộc đời của mình á. Okay, it's bad luck. Thì nó điều đó nó không có tốt. When you count the breath. Khi bạn đếm cái hơi thở. Always start out. Thì luôn luôn là chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái hơi thở ra trước, thở then ra trước. Come in. Sau đó mới bắt đầu hít vào. Out half. Là thở ra. Nữa. In one. Là đếm hít vào một. Out half. Và đi ra. In two. Nữa, bắt đầu hít okay. Vào, đếm if, hai. If you really want to learn meditation. Thì nếu bạn muốn thực hành thiền định, muốn học thiền định. Ask Mr. Bin and his team to teach you because they know very well. À, thì các bạn có thể hỏi anh Bình và đội ngũ giáo viên của anh ấy, bởi vì họ có thể dạy rất là tốt. DCI level 3. Đó là ở DCI cấp độ 3. They teach all over Vietnam. Thì họ dạy ở khắp ở Việt Nam. So now we're gonna practice together. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cùng với nhau. We're gonna meditate together. À, chúng ta thiền định cùng với nhau. I know many of you already know how to meditate. À, tôi biết nhiều bạn ở đây đã biết thiền định rồi. Many of you already study with Mr. Bin and his team. À, có thể là nhiều anh chị ở đây chúng ta đã học với anh Bình rồi. But tonight you learn special meditation. Nhưng mà tối nay chúng ta sẽ học một cái loại thiền định đặc biệt. How to take the dream into the real world. Thì làm thế nào để lấy cái ước mơ của mình và đưa ra cái thế giới thực. But first we need to warm up the car. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải làm khởi động cái xe hơi đã, làm nóng cái xe hơi lên trước. So we're gonna practice. Bây giờ như vậy mà chúng ta sẽ thực hành thiền định, chúng ta sẽ thực hành cùng với nhau. 10 breath. 10 hơi thở. Out very slow. À, thở ra chậm. In one. Hít vào là được đếm thành một. Out very slow. À, bắt đầu thở ra chậm. In two. Hít vào hai. And we go to 10. Và chúng ta sẽ làm như vậy đến 10 hơi thở. If you're a business person. Nếu bạn là một nhà kinh doanh. If you want to success. Nếu bạn muốn thành công. This breathing meditation very very useful. Thì cái việc hít thiền hơi thở này đó rất là hữu ích cho các bạn. We have, I don't know, we have 125 organizations. À, chúng tôi có 125 tổ chức. You saw the picture in the beginning. Các bạn lúc này các bạn nhìn thấy cái bản đồ của thầy á. How come grandpa is not shaking like? Làm thế nào mà ông nội lại không có bị run rẩy? Meditate every morning. À, chúng ta thiền định. Feel happy, feel relaxed. À, sau đó mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy thư giãn. Many business. Okay. Thì mình có thể, mình có nhiều công ty. Okay, sit up straight. Rồi chúng ta hãy ngồi thẳng lưng đi ạ. Edge of the chair. Don't go on the back. Đừng có ngồi dựa như thế này ạ. Okay. Không nên ngồi dựa ghế ạ. Your back must be straight. À, chúng ta ngồi ra ngoài phía ngoài tí xíu ha, chúng ta ngồi thẳng lưng. On the floor. Và cả hai chân nằm trên sàn nhà. And sit up straight. Và chúng ta ngồi thẳng lưng. Okay. You don't have to sit on the floor to meditate. À, chúng ta không nhất thiết sẽ ngồi trên sàn nhà để thiền định. I like to meditate at my kitchen table. À, tôi thì ngồi thiền định ở cái bàn ở cái bếp á. Close your eyes. Rồi chúng ta nhắm mắt lại. Little smile. Đặt một nụ cười nhẹ nhàng. Relax your face. Và thư giãn gương mặt. Let's start breathing. You breathe out slowly. Và bắt đầu chúng ta hãy bắt đầu hơi thở của mình, hãy thở ra. And breathe in. Và hít vào. 10 times. 10 lần. You go your own speed. À, các bạn hãy đi theo cái tốc độ Here của mình. Go. Chúng ta bắt đầu.
Now, I want you to pretend. Yeah, I want you to pretend. À, bây giờ chúng ta hãy giả bộ. That your goal is to get a new apartment. Là cái mục tiêu của mình là mong muốn có một căn nhà căn hộ mới. Maybe you already have an apartment. Có thể là bạn đã có căn hộ rồi. Maybe you already have a house. Có thể là bạn đã có một căn nhà rồi. But let's pretend. Bây giờ hãy giả định. You want to have an apartment. À, bạn muốn có một căn hộ. So now I want you to imagine. Và tôi muốn các bạn hãy hình dung. Make imagination in your mind. À, hãy tạo ra một cái sự tưởng tượng trong tâm trí của bạn. Picture of that apartment. À, là cái hình ảnh của căn hộ đó. I'm also thinking to get an apartment in Kyoto. À, các bạn có thể hình dung là đó là căn hộ ở Kyoto. So I'm imagine. Và tôi hình dung. Apartment. Một căn hộ. It's on the street. It's on a certain street. À, nó ở trên một cái căn con đường nào đó. And I can see many houses, many apartments. Và tôi có thể nhìn thấy rất là nhiều căn nhà, nhiều căn hộ. And in the middle of my imagination. Và ở trong cái chính giữa cái sự tưởng tượng của tôi. There's a nice apartment, maybe three stories. Thì nó có một cái căn hộ có thể, một căn nhà có thể đó là 3 tầng. So make your picture. Và chúng ta hãy tạo ra cái hình ảnh. What kind of apartment you like to have? À, về cái loại căn hộ mà bạn muốn có. What city? À, nó ở thành phố nào? Căn hộ đó nó ở thành phố nào? Imagine. Thì hãy tưởng tượng. How many stories? À, có bao nhiêu tầng lầu? How many rooms? À, có bao nhiêu căn phòng? Balcony. À, có ban công hay không? How many bathrooms? Và có bao nhiêu phòng tắm? Imagine whole thing. Thì hãy tưởng tượng toàn bộ cái căn hộ đó. Me too, I will do also. À, tôi cũng vậy, tôi cũng muốn có một căn hộ. Now we're going to look at the same apartment. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhìn vào một cái căn hộ giống như vậy. But a different way. Nhưng mà theo một cái cách khác. I want you to think about the other apartments. À, tôi muốn các bạn hãy nghĩ về một căn hộ khác. Maybe on the same street. Có thể là ở trên cùng con đường đó. So in my case. Và trong trường hợp của tôi. I'm thinking about a street in Kyoto, Japan. Thì tôi nghĩ đến cái con đường nằm ở thành phố Kyoto. It's close to our new university. À, nơi mà to the new university. À, nó gần ở cái trường đại học. And there are many apartments on the street. Và nó có nhiều cái căn hộ ở trên cái con đường đó. But I don't like all of them. Nhưng mà tôi lại không thích chúng. I know which one I want. Tôi biết là cái căn hộ nào mà tôi muốn. It's a white one. Nó là cái căn hộ màu trắng. It has 3 floors. Nó có 3 tầng. Big windows. À, nó có cửa sổ lớn. Not too big but comfortable. À, nó không phải là căn hộ quá lớn nhưng mà nó rất là thoải mái. Kesla, the next apartment is available. Do you want it? À, Kesla, có căn hộ bên cạnh nó đang trống đó. Thầy có muốn không? No, I don't want that. Không, không, tôi không thích căn hộ, tôi không muốn căn hộ đó. In your mind. Trong tâm trí của bạn. Cut the apartment you don't want. Thì chúng ta hãy cắt bỏ những cái căn hộ mà mình không muốn, mình không thích. Yeah, I like the white one in the middle. À, tôi thích cái căn hộ màu trắng nằm ở chính giữa. Then, Geshla, on the left side. À, Geshla, bên trái á. There's a blue one. There's a blue one. Thì có một căn mới. You want that one? Thầy có muốn căn hộ đó không? No. Không. Cut that one. Hãy cắt bỏ căn đó. Now it's a strange. There's a all apartments on the street, and there's a big black spot where the blue one is gone. The whole street have apartment. À, thì toàn bộ trên cái con đường đó nó toàn bộ rất là nhiều căn hộ ở đó. In the middle is the white one. Thì ở chính giữa nó có căn hộ màu trắng. That's the one grandpa wants. Thì đó là cái căn hộ mà ông nội muốn. The next one. Và cái căn hộ kế bên.
It's blue color. Nó có màu xanh. It's dương. Okay, but it's not so nice. Thì nó cũng ở được nhưng mà nó cũng không có đẹp lắm. Okay, cut that one. Thì chúng ta hãy cắt bỏ căn hộ màu xanh đó đi. It means now there's a white one. Thì như vậy, next to that is black space. Thì như vậy chúng ta thấy ha, có một cái căn hộ màu trắng ở giữa và xung quanh đó nó là có những cái đốm đen là những cái căn hộ mình xóa đi rồi. Now the street look a little bit strange. Thì bây giờ cái con đường đó đó nó có một cái gì đó nó kỳ lạ. Let's say 10 apartments on the street. Ví dụ là nó có một 10 căn hộ trên cái con đường đó. In the middle is a white one. Thì ở chính giữa con đường đó nó có một cái căn hộ màu trắng. That's the one Geshe-la wants. Thì đó là cái căn mà Geshe muốn. Next to it, there's a black space. Thì ở bên trái nó cũng là nó màu đen, nó là một cái mảng đen. Why black space? Tại sao lại là một không gian đen ở đó? There used to be a blue apartment there. Bởi vì trước đó nó đã từng có một cái căn hộ màu xanh dương ở đó rồi. But I cut it. Nhưng mà tôi đã cắt bỏ nó. I don't want that one. Tôi không muốn cái căn đó. So now there's a whole row of 9 apartments. Như vậy là toàn bộ cái con đường đó nó còn 9 căn hộ. One is missing. Thì một cái đó là bị mất rồi. Black space. Nó trở thành một cái không gian màu đen. Geshe-la, there's another one. Geshe-la, có một cái căn khác. Pretty good one. Nó là một căn khá là tốt. On the right side of the white one. Thì nó ở nằm bên phải của cái căn màu trắng. It's green color. Nó có màu xanh lục. Pretty nice. Nhưng nó đẹp. Geshe-la say, no, I don't want that one. Thì Geshe-la nói rằng không, tôi không thích cái, tôi không muốn căn hộ đó. Okay, cancel. Được rồi. Cancel. Như vậy thì cắt bỏ cái căn hộ màu xanh lục đi. Now the white one. Như vậy thì cái căn hộ màu trắng. In the middle. Ở ngay chính giữa. On the left is a black spot. Thì bên trái nó có một cái mảng màu đen. Now on the right, another black spot. Thì bây giờ ở bên phải nó cũng là một mảng màu đen. Now only 8 apartments on the block. Như vậy là còn lại 8 căn hộ ở trên cái con đường đó, trong cái khối đó. Geshe-la, there's more apartments on the left side. Geshe-la còn có thêm một căn hộ bên trái nữa. Won't you take it? It's pretty good. Thì thầy nên lấy đi, căn hộ này nó khá là tốt. No, I don't want those. Không, tôi không thích căn đó, tôi không muốn căn đó. Okay, send them to black space. Như vậy thì chuyển nó thành cái màu đen. Disappear. Làm cho nó biến mất. Now, in the center there's a white apartment. That's bây giờ, the one I like. Bây giờ là cái căn hộ màu trắng là cái mà tôi muốn. All the apartments on the left are gone. All black space. Thì black tất cả space. Những căn hộ bên trái nó sẽ chuyển thành màu đen và nó đã biến mất, nó đã đi. Still some left on the right side. Nhưng mà vẫn còn một số căn ở bên tay phải. Geshe-la, there's a pretty good cheap rent. Cheap rent. Thì ở Geshe-la có một căn ở bên phải đây, bông khá là rẻ. I don't care cheap rent. I don't want that. Tôi không có quan tâm nữa, rẻ hay mắc, tôi không quan tâm. Tôi okay, không. Okay, cancel them. Cancel. Rồi them. Chúng ta hủy cái căn đó luôn, không hủy cái căn bên phải luôn. Now very strange street. Bây giờ nó trở thành một cái con đường kỳ lạ. Left side. Ở bên trái. All black space. Toàn là cái không gian màu đen. Right side. Ở bên phải. All black space. Toàn bộ không gian màu đen. In the middle. Ở ngay chính giữa. This bright, bright apartment. Nó là một cái căn hộ rất rất là sáng. Bright white. Rất là màu trắng sáng. Almost shining. Nó gần như là nó tỏa sáng, like chiếu a, sáng. Like a star. Nó giống như một ngôi sao vậy. Geshe-la, why is shining? Thì Geshe-la, tại sao nó lại tỏa sáng, nó lại chiếu sáng như vậy? Because I cut all the other ones. Bởi vì tôi đã cắt bỏ những cái căn xung quanh rồi. Everything else is black. Thì tất cả mọi thứ xung quanh những cái còn lại nó là màu đen. Sky is black. Bầu trời cũng màu đen. Ground is black. Một nền đất ở dưới, cái nền nhà cũng màu đen. Bên dưới. Left side black. Bên trái màu đen. Right side black. Bên phải màu đen. In the middle. Ở ngay chính giữa. One thing left. Chỉ còn một cái còn lại thôi. It's the apartment I really want. Đó là cái căn hộ mà tôi thực sự muốn. Now, because there's no other apartment. Bởi vì xung quanh không còn căn hộ nào khác. My apartment is shining. Thì lúc đó căn hộ của tôi nó sẽ nổi bật lên, nó tỏa sáng, nó chiếu sáng. It's like light bulb. Nó giống như một cái quả cầu màu sáng. It's ánh like sáng, quả cầu ánh sáng. From the inside of the apartment coming light like light bulb. Nó giống như là ở chính giữa, ở cho bên trong cái căn hộ đó nó có ánh sáng nó chiếu ra và nó làm cho căn hộ này nó giống như một quả cầu ánh sáng. Ông nói will be quiet for one minute. Thì ông nội là muốn cái điều đó nó sáng trong khoảng một phút. I want you to hold your mind on the middle apartment. Tôi muốn tâm trí các bạn hãy giữ lại cái căn hộ chính giữa đó. The white one. Là cái căn hộ màu trắng đó. Around it. Xung quanh đó. All black. Là tất cả là màu đen. Up, down, left, right, black. Trên dưới trái phải là màu đen, toàn bộ màu đen. Just focus on the one apartment. Chỉ tập trung vào cái căn hộ màu trắng đó thôi. One minute.
trong một phút. Here we go. Chúng ta bắt đầu. Okay, please open your eyes. Và chúng ta hãy mở mắt ra.